đang bọc cháy hả? Dạ em đang bọc cháy ạ. À, đang bọc cháy đâu bọc như thế nào chỉ dạ cho em. Mình bọc cái con nào? Dạ đây. À cái cháy này khoan từ từ. Nó cỡ này là bắt đầu mình bọc à? Dạ đúng rồi anh. Vâng thưa bà con, như cháy bằng ngón tay thế này, bằng ngón chân thế này là mình phải bọc rồi. Bọc như vậy thì nó sẽ không có đây đây bằng cỡ này nè. Nó sẽ không bị côn trùng chích thuốc đúng không? Như cháy này là bắt đầu là bị chích thuốc này. Cái này bỏ này đúng không? À, chị ơi. Là chị bọc trái thế này là một ngày chị bọc được khoảng bao nhiêu trái chị? Dạ một ngày em bọc được khoảng 1.000 trái ạ. 1.000 trái? Dạ. Ôi, chị bọc làm được mấy năm rồi chị? Dạ em làm ở đây cũng được 5-6 năm rồi. 5-6 năm rồi. Dạ. Đây là cô này là chuyên bọc trái nghe bà con. Đấy, một hoàng kim. Mặt đẹp như hoàng kim. À, và hiện giờ là 1.000 trái như thế này á là cái nào cũng phải bọc như thế này hết. Cái nào bọc như này thưa bà con rất là nhiều trái. Rất là thực sự là rất là nhiều trái cho nên một ngày là người ta bọc tới cả 1.000 trái được đấy. Trái rất nhiều trái đây. Ờ đây này, ui đang ra cái này còn ra trái thì nó là đúng không? Nhiều kinh khủng ha. Kinh khủng quá. Ở đây quá trời người làm luôn. Ờ. À quên hỏi chị tên gì nhỉ? Chị em tên Huyền anh. Chị có thể hướng dẫn em bọc trái với được không? Cho trái này chị ơi. Ui có trái luôn nữa à. Chị ơi, cho trái đi. Ôi. Cái là tí xíu là chúng ta sẽ ăn rất là thoải mái nhá. Anh có thể giữ cho em này nha. Rồi giữ. Rồi. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết cách bọc trái con trái. Rồi đi nhảy con đây. Rồi bọc đi. Để anh giữ thằng này cho em anh. À giữ luôn nữa hả? Dạ sốt mình sẽ cầm sốt này cho các bạn. Mình sẽ đuối cho mày nha. Mai mốt mình qua đây mình giữ có được tiền không? Dạ được anh. Mình sẽ cầm bọc như này các bạn. Cầm bọc rồi. Mình sẽ trồng như vậy. Trồng vô. Rồi bọc từ từ để cho người ta xem nó đúng không? Trồng vậy bạn. À sau đó mình phải cột lại như vậy. Đúng rồi. Cái tác dụng bọc trái này là để làm gì chị? Dạ tránh những côn trùng chích thuốc không phải hư trái. À thế rồi nước mưa nó có bị thấm vào đây không? Không chị em. Dạ không, hai cái mình bọc mình đã có thông lỗ, hai cái lỗ ở dưới này. À thông lỗ này. Dạ. Rồi cái này á là mình có xịt thuốc gì cho nó nữa không? Dạ không anh. Không luôn. Dạ. Ok, hay quá ha. Chuẩn đó. Tại vì mình bao này rồi sẽ không bị không bao giờ phải xịt thuốc nha anh. Ừ, bao này rồi thì như vậy thì nó rất là ok nè. Dạ. Còn thấy không? Bọc như thế này rồi thì đâu có còn con nào chích thuốc nữa. Đúng không? Mày dạ. Bây giờ mình thu hoạch thì mình xé cái bọc này ra. Dạ đúng rồi ạ. Xé ra xong chút xíu nữa là mình ăn thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Ui trái này. Nhìn rất hấp dẫn đúng không? Trái rất đẹp, không có một cái nám này mà không có con gì chích cả. Cái này là cực kỳ sạch, xíu là tuyệt vời. Rồi, bà con mình sẽ đi theo tôi tiếp nhá.